về Forkista thì đây là mấy cái hướng dẫn mình Starlab rồi, hướng dẫn là tròn rồi, thời gian rồi mấy cái đọc vặt thì cứ làm như mình là được. Đầu tiên là cái tài khoản của mình là Malay Subscription nha. Rồi mình làm đi. Còn như hướng dẫn thì mình mở trong cửa sổ riêng tư. Mật khẩu. Bật cái này lên. Bật Google Cloud Service lên. Đây là nó sẽ Cloud Service Enable mấy cái API kèm theo. Ở đây có BigQuery nè, AI Vertex Platform này, hai cái này nó mở cho mình. Ở đây mình bấm Ctrl V Enter Authorize. Đây mình chỉnh cái này to lên cho mọi người coi. Front side. Đây. Xong thì tới tạo một cái vertex AI custom service account for vertex tensorboard integration. Ở đây có service account ID, nghĩa là gắn bằng cái này service account read service account ID description, thì ở đây có description là a custom service account for vertex display vertex AI custom training. Đây, Ctrl V Enter Rain it Asset Cloud Service, nghĩa là gán mấy cái biến tên project này kia vô cái project ID này. Rồi Member Service Account ID Project. Rain Asset to your BigQuery data source, nghĩa là mình sẽ lấy được quyền truy cập vào cái BigQuery data, cái nguồn BigQuery data của mình và đọc data đó tới cái TensorFlow model. Xong rồi mình sẽ truy cho cái quyền truy cập tới cái vertex AI để run model, train model và triển khai các mô đồ. Triển ok. Bạn nào không biết thì cho Google nha. Rồi. Bây giờ là nếu vừa thì Workbench thì mình gõ ra cho nó lại. Rồi ở đây mình bật mới đây. Thì ở đây nó đã mở sẵn cho mình lúc nãy rồi nè. Đó, nó mở sẵn rồi. Mở sẵn rồi. Rồi workspace. Này đang ôm rồi. Ủa sao cái này hơi lạ. Đây, nhầm nhầm. Workspace này. Read notebook này. Custom Instance TensorFlow. Rồi, cái này thì chọn là US Central. Cái này thì mình thích chọn B. Bữa mình có tra thì mình thấy B nó hay. Tiếp bên. Chọn cái 2.6 cho nó ổn định. Continue. Cái này thì E2. Đây, E2
standard. AI standard 2. AI standard 2. Đó, GPU thì không. Yeah, ok. Continue. Rồi. Bên này thì kệ. Mọi xin đừng lên. Red. Mấy cái khác thì chạy mặc định. Đó, hợp red. Cái này thì Nick open. If you get a message saying pay trick hả? Người đánh nhịp. Để coi coi được chưa. Chưa được. Tạm thời thì mình cứ hướng dẫn sơ sơ rồi có gì không biết mà tra thêm nha. Này nó mất nhớ hình như có 5 đến 7 phút hiện tại. Nãy mình quên mình để cái display nó hơi lớn. Mình nếu mà mình ấy nhỏ lại thì cái VM này nó nhỏ. Cái notebook này nó nhỏ. Đây, cái này mình để hơi lớn. Được rồi đấy. Lâu quá ta. Insert. À, đi rồi đấy. À, bây giờ mình sẽ loan, nghĩa là sao chép cái training data analysis repo về cái Jupyter lab của mình. À, trong cái Jupyter Lab Lead Terminal nè. Rồi, ở đây là git loan, nghĩa là loan cái repository training data về cái Jupyter của mình. Thì mình control shift v đó, control shift v nha. Thì nó chuẩn bị nó loan vào cái ấy vậy nè. Đây, nó loan vậy. Trong đây chắc là chưa có gì hết. Đợi xíu. Cái này thì là mấy gạch git cơ bản. Đây, nó sẽ có những cái này. Để mốt mình sẽ làm sao nha. Đây, thì check my reset. Run the following to train the folder then install. Là cái này sẽ là cái lệnh cd là train directory vô cái này.
sau đó install cái này. Navigate to laptop. Vertex, Vertex AI. Đây, bây giờ là Training Data Analysis. Xong rồi Save Page. Vertex AI, Vertex AI. Vertex thì nằm đây. Vertex AI Vista. Hỏi Lab SSI. Easy. Ủa, bữa mình có làm ở đây rồi á. Này của mình hả ta? Không biết nữa. Thôi là coi cái này đi. Shift Enter. Shift Enter thì nó sẽ chạy. Tới đây thì đã 60 trên 60 thì end lab cũng được. Mình coi coi nó chạy cái gì thôi nha. Custom line value variation. So, in the lab you use BigQuery. Cái này nãy mình đọc rồi. Predictive how much mining value existing custom gearing to be seen in the future. Phân tích cái tiềm năng của khách hàng mang tới cho doanh nghiệp. Rồi này là cái gì nè? Mấy cái này bạn tự đọc nha. Mình end luôn cho cái video nó ngắn. Ở đây kiểu như phân tích data này. Thôi cái video mình kết thúc nha. Mấy cái này để tự mấy bạn đọc. Rồi, bye bye. Đây, đánh giá 5 sao. Rồi xong.